Thưa quý khán giả, sau một thời gian nghiên cứu, mới đây một nông dân ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu thành công và cho ra đời hai giống lúa màu tím mang tên rất thơ mộng là tím sen và sen Việt. Được biết, giống lúa này có nhiều ưu điểm vượt trội so với các giống lúa khác như là năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu giới đổ ngã tốt. Đặc biệt là hàm lượng chất dinh dưỡng trong gạo rất cao nên thu hút sự quan tâm rất lớn của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh và một số đối tác ở nước ngoài. Sau đây mời quý khán giả theo chân phóng viên của tin tức Mekong đến Đồng Tháp để tìm hiểu thêm về giống lúa mới này. Được thành lập vào năm 2012, Hợp tác xã giống Định An đã nghiên cứu, lai tạo và cho ra đời nhiều giống lúa triển vọng cung cấp cho thị trường. Hiện nay các giống lúa do hợp tác xã giống Đình An sản xuất đều cho năng suất cao, bán được giá, được nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Đầu năm 2015, sau thành công của giống ngọc đỏ hương dứa, anh Nguyễn Anh Dũng, chủ nhiệm hợp tác xã giống Đình An đã bắt đầu nghiên cứu và cho ra đời hai giống lúa mới là tím sen và giống sen Việt. Ngoài màu tím đen đặc trưng và được phân ly từ giống ngọc đỏ hương dứa, hai giống lúa mới này có nhiều điểm nổi bật như hàm lượng dinh dưỡng cao, gốc lúa có màu tím, thân lúa cao, sức chống chịu sâu bệnh và chống đổ ngã rất tốt. Có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày, thích hợp gieo trồng ở tất cả các vùng mùa trong năm. Hạt gạo có màu trắng, sau khi nấu có mùi thơm và mềm. Dự kiến trong vụ mùa của năm 2017, Hợp tác xã sẽ đưa ra sản xuất với diện tích 6 hectare cái này khi mà nó chính là đen như gì nè còn này theo mình đánh giá bằng cảm quan thôi hiện tại thì chưa đi uh, trung tâm kiểm định ba mình test dinh dưỡng thì uh, theo đánh giá cảm quan thì uh, có khả năng là cái tím sen tím sen thì cái thành phần dinh dưỡng nó sẽ cao hơn với uh, mấy lý do tại sao mình đánh giá như vậy khi trong quá trình mình canh tác rồi mình uh, thử bằng cái cảm quan bằng cảm giác bằng lưỡi bằng nhai bằng tức là mình thử tất cả bằng cái cái vị của lúa ngoài đồng thì mình cảm thấy nó ngon hơn Tuy nhiên thì khi cái gạo tím sen á, khi mà gạo mình xay trà ra thì cái màu rất là đen, đen quyền. Tuy nhiên nhưng mà khi mà mình nấu lên nó trở trở lên cái màu tím rất là đẹp cho nên là hợp tác xã là quyết định đặt nó là cái tím sen thì cái thành phần dinh dưỡng thì mình nghĩ là nó sẽ vượt trội hơn ngọc đỏ hơn dưới. Hiện tại với diện tích trồng thử nghiệm chỉ hơn 100 m2 và còn đang quan sát trong nhà lưới, nhưng sắp tới anh Dũng sẽ cho nhân rộng trên diện tích lớn hơn vì nhận thấy giống lúa mới này đã đạt chuẩn có thể trồng trên diện rộng cung ứng cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong thời gian tới.